Rim Thái 125 có giá là bao nhiêu tiền? Theo như mà Vinh biết được á, là Rim Thái 125 được sản xuất với lại 4 màu nè. Có đen nè, có trắng nè, có xanh và có đỏ nữa. Trong đó đẹp nhất trong mắt của Vinh chính là cái màu đen bóng. Có giá xương xương đâu đó là 136 củ khoai. Anh em thấy không? Siêu siêu mắc luôn. Còn lây quay những cái màu khác á, là bao nhiêu các bạn luôn. Không bao giờ dưới 130 củ khoai. Và đó là giá Vinh biết thôi. Còn khi mà ra giấy tờ á, một chiếc Rim 125 có thể lên tới giá gần 160 củ các bạn. Đó là chương trình báo giá của Rim 125 đã kết thúc. Bây giờ chúng ta quay trở lại với vấn đề chính là với một cái xe số mà 160 củ đó thì chúng ta nên thay một cái nhớt mắt đi cho nó bền một tí xíu, vậy thì coi đúng hay là sai? Câu trả lời ở đây là không phải là nhớt mắt nhất sẽ là cái nhớt tốt nhất, mà cái nhớt tốt nhất chính là cái nhớt phù hợp với lại chiếc xe của bạn, phù hợp với đoạn đường các bạn đang chạy và nó phù hợp với cách chạy của các bạn. Thì ví dụ như cái dòng nhớt Phúc này được anh khách hàng vô cùng tin dùng cho những cái chiếc xe của gia đình mình. Đối với lại xe tay ga thì anh sử dụng cái phiên bản là Cut. Giờ thì đến với lại chiếc rim xịn sò của anh thì tất nhiên anh cũng sử dụng là cái dòng Phúc Rồ này. Một chút xíu thông tin về cái dòng nhớt này Vinh muốn chia sẻ cho anh em, thì đây là một cái dòng nhớt tổng hợp 100% nha. Nó có đặc tính là mát mái, phù hợp với những cái dòng xe số và xe côn tay ở cái thị trường Việt Nam của mình nè. Đối với là cái dòng nhớt này á, thì bình 1 lít sẽ có giá là 275k. Những anh em nào mà đang đi Winner, Rider, Sonic thì đừng lo, bên mình sẽ có chai nhớt chiếc lẻ như thế này để cho anh em tiện thay nhớt nha, không cần phải mua hai chai đâu. Với công nghệ tổng hợp Ester đem đến tính năng chống mài mòn ở mọi điều kiện thời tiết khí hậu khác nhau. Và Vinh xin khai cho anh em nghe luôn, Vinh cũng là một tín đồ của cái dòng nhớt này khi các xe của nhà Vinh đều sử dụng nhớt Phúc Siculin. Đây chính là toàn bộ cái quy trình thay nhớt cho một chiếc rim 125 của bên mình. Đối với lại chiếc rim này á, thì những cái vị trí xả nhớt của nó cũng tương đồng với những cái dòng xe số khác của Honda thôi. Vì vậy chúng ta chỉ cần xả con ốc nhớt bên dưới, lắc lư xe qua lại để nhớt tồn động bên trong có thể dễ dàng chảy ra hết bên ngoài. Và các bạn có để ý thấy cái gì không? Mỗi cái công đoạn anh thợ đều sử dụng một cái khăn giấy mới để có thể lau lại các chi tiết nè, từ cái chi tiết ốc nè, bên dưới của cái bụng động cơ cho tới cái quặng khi mà châm nhớt mới vào bên trong xe. 10 điểm cho cái sự tỉ mỉ và châu chuốt đến từng chi tiết của ảnh nha. Nhớt anh sử dụng đó chính là cái dòng nhớt Phúc Siculin như mình đã giới thiệu ở lúc đầu. Đối với lại cái dòng nhớt này á, thì dung tích của nó sẽ là 1 lít. Đổ cho các dòng xe thì các bạn cứ yên tâm, bên mình sẽ canh đúng với dung tích động cơ của xe của các bạn, không đổ quá nhiều và cũng không đổ ít hơn. Sau những cái công đoạn thay nhớt rồi thì bên mình sẽ tặng kèm cho các bạn thêm 4 bước chăm sóc xe nữa khi các bạn thay nhớt hay mua bất kỳ một sản phẩm nào tại shop. Đối với chiếc rim này sẽ được bơm bánh xe nè, có đồng hồ đo áp suất rõ ràng nha anh em. Và sơn thì sẽ được kiểm tra lại, nếu như có trùng thì bên mình sẽ tăng dùm cho xe khách luôn. Ngoài ra thì còn có tăng thắng nè. Và nếu như các bạn là xe côn tay thì còn được tăng côn nữa nha. Và các bạn cứ yên tâm, dù bạn chạy một chiếc xe số 160 triệu hay là một chiếc xe số 1,6 triệu, thì khi các bạn đến với shop của mình thì vẫn với tiêu chí khách hàng là thượng đế, vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi. Bởi vì sếp bình thường hay chia sẻ, không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ anh em cảm thấy hài lòng và anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ shop hai bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.